the ice in my palm. My girl, she know she the one. I put the ice on her hand. I put some ice on her arm. See me shining in the light. 54.000 tỷ luôn, phải 45 nữa, 54.000 luôn, 54.000 tỷ cho cây Manu cộng 8, đỉnh nhất game. Ok, bây giờ nếu như mà anh em muốn build một cây Manu cộng 8 á, thì con hàng quan trọng nhất mà chúng ta phải có Cristiano Ronaldo, 48.000 luôn hả, mắc kìa. Cristiano Ronaldo B8 là tới 20.000 tỷ, sao này mắc vậy ta. Con Seraph Return này có 13.000 à, có 16.000 à. Ủa lý do gì mà con BTB này, à mặc áo Manu rồi phải, nó lại mắc hơn con Return luôn á ta. Ok gì thôi, ngày hôm nay con nào mắc lấy đấy. Cây mạnh mà lấy con C7 BTB8 á. Tôi biết tại sao con C7 này lại mắc hơn ta. À nó xấu tới 6 gì, 7 số ẩn luôn, này 4 mà. À xuất xa, xoáy tập con sớm. À rồi chỉ soạn hơi ngon nha. Ok, nói chung là bên Manu mà định những cây hàng đỉnh cao thì anh em phải có con C7. Ngày hôm nay tôi sẽ chọn đó chính là CR7 BTB cộng 8 cho cây Manu này, là con hàng chủ đạo. Con hàng chủ đạo thứ hai mà mình có, phải cần phải có trong cây Manu nữa đó chính là một con hàng cánh mà phải 5 năm nha. Cánh 5 năm của Manu. Em Guitarra A3 để coi còn cái không. Còn Donny Van Der Beek. Còn em Guitarra A3 phải 4.000 đó, rẻ quá trời rẻ luôn mà. Ericsson Home Ground luôn. Nhưng thực sự con em Guitarra quan trọng hơn nè. Con em Guitarra quan trọng nhất rồi. Tại vì con này nó là con hàng cánh, nó quan trọng, rất là quan trọng cây Manu đỉnh cao á. Khó con nào 5 năm đúng không? Không có nào 5 năm mà cũng 8 mà qua được con này chưa. Phải là Henry Mkhitaryan. Đúng. CDM nữa, CDM quan trọng nha. CDM phải là Donny Van Der Beek hồn rao 8. Đúng, CDM này để mình đi những con quan trọng trước cái. Donny Van Der Beek hồn rao 8 cái. Rashford bằng đôi quan trọng bằng Donny Van Der Beek được. Đây là ba con hàng quan trọng nhất mà Manu á. Mấy vị trí khác mình chấp vô sau được, mấy vị có một số vị trí mình phải cố định nha. Ba vị trí quan trọng nhất. Một ST, một cánh, một CDM, ba vị trí gần như là chủ đạo luôn á. Hai này ngon quá rồi, Donny Van Der Beek lại này. Cây Manu cộng 8. Và Donny Van Der Beek đều luôn chứ, kèm người em hết còn chỉ số hữu nè. Chỉ số đều luôn chứ. Hồi xưa 128 luôn. Đều hết luôn à. CB sao? Kêu bây giờ tôi cũng cầm một vị trí chủ đạo CB nữa. CB chủ đạo của Manu phải là Rio Ferdinand. Tôi muốn Rio Ferdinand Home Ground cộng 8 xuất hiện trong sơ đồ này. Rio Ferdinand Home Ground cộng 8 cặp với lại Varane BTB8 luôn. Trời ơi, Rio Home Ground 8 Varane BTB8 luôn. Cây này nó đỉnh nát luôn à. Đủ tôi nghĩ sẽ đủ tiền đi không ta. Tính đủ sơ các anh em. Thằng này 8.000 rồi. Cho 9.000 đây. 9.000 cộng cho hai con này cũng 12.000 là 21 này nữa là bốn mấy à. Dữ quá trời. Cặp Ferdinand Home Ground 8 với lại Varane BTB8 hay áo Manu luôn không? Em Guitarra gần như áo Manu rồi đúng không? Áo đỏ Manu nãy. Donny Van Der Beek áo Manu luôn. CR7 áo Manu luôn, phơi đăng áo gì đây? Áo Sam à. Phơi đăng áo Manu ta. Ok, giờ mình có những vị trí sau đây là 5 vị trí quan trọng nhất nên mua trong cây Manu 54.000 tỷ này. Ok, những vị trí sau mình chấp lại thôi. Một cái sơ một cánh rồi. Không chơi CR7 Return, 7 Return chơi bữa rồi. Nhưng mà tôi thấy con CR7 BTB này nó giá nó cao hơn nè. Để coi thử có gì đặc biệt. Thực chất tôi cũng đá con CR7 BTB8 rồi, nó ngon. Dạy nhanh hơn con Return hơi chậm. Rasmus Højlund mà nay lên tới 12.000 tỷ luôn hả? Hàng tỷ quá. Romelu Lukaku World Cup. Ibra Return 8 này limit rồi đúng không? Ibra này limit rồi. 7.000. Van Persie hả? Sancho bán chưa? Sancho có bán đúng không? Tôi cũng muốn có một con Sancho bên hành lang cánh trái nha. Jadon Sancho ở hành lang cánh trái cũng khá là thích hợp. Họ Lingard lậu là Jadon Sancho chạy 139 đúng không? Chạy 139 luôn. Nếu mà tôi so Sancho này với lại Lingard thì không. Sancho Lingard LL8 hai bằng số luôn hả? Thôi chạy cũng ngang nha, mà điều con kia cao mấy 8 thôi trung bình. Thì tăng tốc 139 luôn hả? Con Lingard dùng Lingard dưới suốt cao hơn cả Sancho ảo vậy. Lingard được cái 2.55 nữa mà Sancho nếu so Lingard nhìn Lingard hơn hẳn ha. Lingard được hẳn luôn nữa chứ mà độ qua người luôn mà thực tế luôn hả? Chắc tôi sẽ chọn Sancho là sự lựa chọn cuối cùng của mình quá. Sancho đi. Zen Sancho đi nhìn nó assert hơn. Sancho em Guitarra hai cánh nhìn nó ok hơn. Thêm một con CAM nữa. Thêm con CAM đóng 2-1-3 cũng được. CAM Bosco 17.000, 19.000 được Bosco mắc chứ không? 125 số luôn hả? Ezio Ronaldo 121 số. Ericsson Ronaldo 8. Ericsson áo Manu luôn không? Ericsson áo Manu luôn. Có Ericsson em ơi, Ericsson Ronaldo 8 em ơi. Ericsson Ronaldo 8 tính là tiên của tổng cây áo Manu luôn nhá. C7 áo Manu luôn nãy. Sancho áo Manu đúng không?
Eriksen, Amanu Van der Beek, Varane, Amanu, Van der Beek, Amanu luôn. Lingard cũng Amanu, tìm toàn Amanu không à. Eriksen xe ngồi đẹp quá, cặp CDM Scott McTominay luôn ta. Scott McTominay không rào tăng này thì hay chứ 3 năm nhìn hơi dở. Con này bị dính cái 3 năm nhìn đâu ghê ta. Scott McTominay hùng rào 8 luôn hả? Hay làm luôn cái hùng rào 8 luôn cho rồi. Scott McTominay CDM Casemiro, nếu mà so với lại con này thì sao ta? Casemiro, Casemiro thiếu lực quá. Casemiro cũng 3 năm nữa, hai mày 3 năm như nhau à. Con này mới 93 này mới 85. Hay lực suốt cao hơn. Con McTominay suốt đã hơn Casemiro, xoáy cũng cao nữa. Scott McTominay cho vị trí CDM quay hợp lý. Esther là tên tiền đạo. Amrabat là dễ. Scott McTominay anh em ơi. Scott McTominay tôi nghĩ là hợp lý hơn. Sao Mitchell tôi mấy con này không ai bán. Bắc Chi Sung LN8 258 lương cây này. Đẹp quá à. Đấy cũng Ferdinand xuống LN8 là mình mua được hết luôn đó ta. Ferdinand là 26 lương đúng không? Là con Ferdinand LN8 bàn 3 mình lít được hết mình đá luôn á. Ferdinand LN8 ấy hay trên lượt như đó có một số mấy. Đây 54.000 tỷ cho cây Manu. 54.000 tỷ cây Manu. Ok, 54.000 tỷ cây Manu đã về anh em ơi. Cây Manu đỉnh cao. Thôi đăng hoa lần nào cũng được, không rao như đâu, không rao chờ lâu quá. Cây đẹp quá, tôi biết sao tôi sợ bây giờ xong mấy anh em rồi phá mất cái cây khung này gì đó đẹp. CB phơi đăng lần, biết sao phơi đăng lần này bảo Manu. Phơi đăng LN bán Manu nha, tôi cũng thích chỗ đó. Phơi đăng LN bán Manu. Phơi đăng hôn ra mặc áo West Ham, ác thiệt. Varane BTB vô. Varane áo Manu nè, cánh phải là con hàng à. Bắt xung quá Manu nè, lúc so quá Manu nè. Đây là cây Manu mà cầu thủ toàn áo Manu mà. Đây thấy không, toàn áo Manu không nha. Nhưng quan trọng nhất là ba thủ này nè. CR7, BTB8, Mkhitaryan, Donny van de Beek, đây là ba cầu thủ quan trọng nhất mà Kemanu này phải có nè. Thiếu ba này thì Kemanu này không có ý nghĩa gì nữa. Lucky Ball nè, 18 KFC á. Nghe thấy không? Đây dự bị còn có thêm Bastian Saisiger nữa phải. Sancho, Mkhitaryan chạy hơi nhanh luôn, cái con này lên chạy cho 42 đúng không? Mkhitaryan chạy cho 30. Những con hàng đỉnh cao. Manu đẹp không một điểm yếu luôn mà. Tinh tế qua người, xuất xa xoáy tạm số không em khi ta, thấy không? Đó, Manu phải con này. Cristiano Ronaldo BTB cộng 8, tạm bóng sớm xuất xoáy, tinh tế xuất xa hoa đội kiến tạo đánh đồng mạnh. Chút này chạy nhanh hơn, chạy nhanh, ai điện thoại, tiếng điện thoại luôn. Tăng tốc trong 37 luôn không? CR7 chạy ghê quá, chạy trong 37 luôn. Áo Manu quay trọng áo Manchester United. Eriksen của áo Manu mà. Eriksen lên level 5 chạy xuất xa trong 41 luôn. Eriksen xuất xa thôi chứ. Vũng Tàu đã donate 5.000 đồng, đẹp quá anh. Cảm ơn Vũng Tàu nha. Ủa Vũng Tàu luôn thiệt hả? Vũng Tàu những xe 71 đúng không? Rô xong rồi thân hả? Thấy BTB8 giá nó cao hơn. Nhưng mà với lại áo Manu nhìn nó ít slash hơn đúng không? Manu nhìn nó ít slash hơn. Khi nhìn áo Anasur vô nhìn kỳ á. Tại bóng sớm xuất xoáy tinh tế truyền dài ra kiến tạo bấm bóng. Donny van de Beek hôm rao 8 với mắt đôi này áo Manu luôn à. Dứt điểm lực xuống xa, tôi nay nhìn cũng được cao. Đứng Casemiro 2.3 năm à. Đứng tôi nay về đá cho xa luôn cùng luôn. Ferdinand LN8 Rafael Varane BTB. Đồ cây này đẹp quá, cây này đứng là lực cát luôn á chứ. Varane BTB8 không chê đâu được quá cây này nữa. Cặp hậu về cánh lúc so với là Bắc Sung luôn, mạnh mạnh từng liên tí luôn mà. Bắc Sung chạy cho 3 tăng tốc cho 38 luôn. Đâu ổ lúc so tăng tốc cho 38 à. Lúc so đã giải này lấy nha. Lúc so này biết sao đã giải nhiều lấy. Van der Sar LN8 ném xa đối mặt cả tài bóng. Đây là cây Manu có những hàng đỉnh nhất và mạnh nhất. 50 mấy ngàn view trên đây. Những hàng clip này đẹp quá. Stem WL đúng rồi. Xưa tôi là một cây văn nghệ ở trường mà. Tôi là bí thư lớp tôi luôn mà. Cây văn nghệ luôn á. Mấy văn nghệ trên trường tôi xếp tôi làm hết luôn á. Ghê không? Sân khấu này kia đèn hiệu rồi làm hết. Nó lúc nhỏ lớp đó lúc 11, 12 à.
Ericsson. Mấy cái bàn đánh đầu nhẹ này khó chụp ghê nha. Bàn đầu nhẹ kìa, khó chụp bát luôn á. Các bạn đánh đầu em được cái đánh mạnh, em đánh còn nhẹ thôi, em tạt cái nhẹ vô đánh đầu á, cũng dễ vô lắm. Em đã bóng một bay sờ em phải lực mạnh lên. Tại vì sao? Với lại phần tôi đá banh nó ngoài đời hay anh em ạ. Nên tôi vô game tôi cảm nhận được. Anh em mà đá banh mà yếu ngoài đời yếu, tôi biết là anh em vô đây em đá nhìn nó không có lực rồi, biết rồi. Tôi biết được cái vị trí tôi phải sút sao, move ra ngoài, lòng bên trong chân trái, lòng trong chân phải, sút bao nhiêu lực, xoáy bao nhiêu này kia là lại có đá nó hay ngoài đời tôi không biết. Cái game này game mô phỏng cái trang của đời thật mà. Xưa tôi đá tôi kêu mấy thằng tôi cứ chạy lên đây truyền tới chân yên tâm. Italian làm pha tạt nhỏ nè, có pha tạt nhỏ khó chịu luôn. Làm mấy pha tạt nhỏ này, mấy pha tạt nhỏ dữ khó chịu luôn á, quậy pha tiếng lưỡi này nè. Quậy cái pha tạt nhỏ khó chịu á, xoay hoành đã. Tạt nhỏ hay á. Ấy. Năm mấy kênh nào kênh Ninh Thuận TV, kênh NTV, kênh tỉnh tôi đó chiếu trên trực tiếp trên TV á. Thì cũng ra cái V8 chạy thôi chứ. Trời, hồi đó con xe đổi V8 nó bù nên bao nhiêu nữa biết không? 100 triệu là phải, tôi nhớ tới đợt đó là thông phan đá lần đầu tiên luôn á. Thông phan bù tới 100 triệu. Con xe đổi V8 này giờ free luôn ta. Mới hơn năm chứ mấy. Năm nó 2023 mới năm à. Ủa mới năm mà từ 100 triệu giờ thành free luôn ta. Xe hỏi V8. Mới năm trước còn 100 triệu năm nay free luôn nữa. Và đăng. Hay quá ta. Trời ơi. Cái đề vô bạ rồi. Ngày bắt bàn mình tạc đó, rồi nó mê mình tạc. Update sau đét sau kêu giọng họ sau làm được tại mình đã hay nên mà đơn giản thôi đâu. Chất làng nó cũng không có mượn trước đâu, nó khá phức tạp. Kiểu gì phức tạp đó, em đang ngồi canh hướng cái góc cũng đó. Mát. Đây này. Đây này. Đánh đầu hay mà tạc nhỏ khó chịu được chứ. Thôi con rô béo mù TC rep cộng 8 mà bù 80 thủ à. TC chắc phải lâu lắm rồi, TC phải 3-4 năm rồi không nói cùng mày. Mới 1 năm thôi, mới tháng 7 2020. Đợt trước là editor mới đầu tiên của tôi luôn là tháng 2, tháng 3, tháng 3 2023. Tháng 3 2023. Bây giờ tháng 8 2024 mà mất giá luôn á. Mất giá lâu à. Tháng 3 2023 bù tới 100 triệu ra con hàng C7 B8. Như là con đầu tiên server luôn á, không ai có luôn á chứ. À, làm pha tạt nhỏ là mấy pha tạt nhỏ dễ vô lắm, tạt nhỏ gần giữa này nè, này ơi đây này. Tạt vô giữa vô đúng không, cái bài luôn tôi tặng anh em nha, giấu nha anh em nha, giấu nha, đừng có chỉ ai hết trơn á, chỉ anh em thôi, chạy ra biên tạt vô giữa chỉ anh em thôi đó, bài tặng anh em á, khó chịu lắm, bài tạt vô giữa là để vô lắm, suốt là vô luôn á, đê nhẹ thằng sau, đê nhẹ vô à.
Phải như vậy chứ đúng không? Siêu được nè. Tạt ngay cái giữa đó tôi là vô à. Nhỏ nhỏ gì thôi, đừng cần tạt xa nha. Quả tạt khó chịu lắm, nhìn khó đó lắm. Bàn thắng đúng chất CR7 luôn mà. Tái hiện lại bàn thắng vào lưới của full luôn. Hello Thái Khang nha. Đây. Thôi. Đấy. Bảy BTB này nó đánh đầu thôi chứ được quá. Đây. Đây này. Đúng bài luôn mà. Đúng cái bài gần luôn mà, đúng cái bài đẹp nhỏ luôn mà. Em ru luôn. Và em ru sau khi tôi làm bây giờ tôi giấu á, bây giờ tôi tính bây giờ tôi hơi ích kỷ trong bài anh em á. Rồi thôi. Tôi tính bày ra cho nhị lòng. Cái hay hay này giấu giấu á. Bút được luôn rồi, nhìn nhẹ nhẹ thôi, đấm anh em bấm nhẹ A nhẹ cái thả ra thôi. Gấu tên đã bị spam nhiều nghìn đồng. Thanh ra chi siêu nha, song nhan con em ở, theo giả thích. Thôi cả nhóm tên nha, mà theo theo ngon mà chạy nhanh nó chạy ok luôn chứ. Nhanh nét luôn chứ. Tạc bấm A thôi, không C2, tạc bấm A thôi ba ơi. Nên coi cái tay cầm thôi nè, tôi bấm A thôi. A nhị thôi, A chấm thôi, có lực gì đó, chấm nhị đó. Chứ không có C2 vậy. Ghi là suốt thì CD. Suốt thì CD, đánh đầu thì CD. CD lực cũng nhẹ thôi. CD đều giờ nó yếu quá. CD nhẹ đó, để nó bắn lên trời. Qua này nè, tôi tạc qua nhỉ nè, tạc nhỉ thôi. Đây này, không áo không? Nó qua tạc nhỏ này thôi chứ khó đỡ cái đánh đầu bây giờ mình gôn nó như bị đơ nó chụp nữa không? Qua đâu đây chị nha, phải đi bộ tạc nó nhím sáng nha, đi bộ tạc nó nhím sáng đừng có chạy nhanh. Có mấy thế mà vô chơi vậy nhanh á, mình tạt nó thiếu sáng lắm. Trời quá vậy. Gần thế tôi không phải kiểu gì hả? Thì bởi vì mới gọi là cái chích đó mấy bà à, chứ vô cái thế phản ngôn phản ứng thì còn gì hay nữa. Phải tạo cái thế phản ngôn không phản ứng được nữa, nó gọi là hay chứ. Phải chứ ông tạc gì ngon, thằng ngôn nó chụp liền đi chứ. Đâu ra bản này mới được vậy thôi. À, coi nè. Thấy không? Thấy không? Quá không? Thằng ngôn không chụp được. Ngôn nó không à. Phải quản cũ anh em tạc, con ngôn nó bay ra nó chụp luôn chứ. Đó mà tạc đúng pha này. Bạn nhất làm được cái này đâu. Bạn chứ toàn tạc ra cục 2 thôi. Bạn tạc cục 2 nữa coi, nó chạy ra đâu nó ra, nó là ngầu quỷ nó kèm về. Sen hay đúng không, đánh đầu khó chịu, không bắt được đâu. Đánh đầu cái banh nó bay, chổng lên xíu. Qua đầu kia mà bài cho nó bài tạc nhỏ này nha, nhớ xài để dành xài bài này lên tới siêu sao á, tí tôi qua siêu sao tôi tạc cái bài này cho anh coi. Bài khó chịu, nhìn cái bánh bay khó chịu ấy, nhẹ 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 nhưng con chụp không được. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.